hiện tại bây giờ thì anh vẫn là lập thân vui tính nè, rồi tập trung vào nghệ thuật. Trong năm nay anh sẽ cố gắng trở lại một ca khúc ballad tình cảm lãng mạn. Hy vọng là trong năm nay thì mình sẽ có hạnh phúc trong tình yêu nè, rồi cuối năm sẽ có tình vui trong mọi người. Thật ra mà nói thì hiện tại bây giờ anh cũng rất là muốn có một cái người chia sẻ tình yêu, chia sẻ tình yêu. Thì tại mình dù mình làm công việc gì, không chỉ nghệ thuật mà, thì mình cũng muốn mà mình tâm trạng của mình nó vui vẻ, nó hạnh phúc, có người để chia sẻ, thì đó là cái điều mà ai cũng mong muốn thôi. Thật ra thì đây mình đã có cái thân quan các chương trình truyền hình đó, trên phim ảnh thì phải thay dạng mình nói tới tổ nhân vật, hoặc là mình phải nói chung là thì anh đọc nhân vật phản diện nhiều nên là mình phải dùng một cách như vậy. Còn ở ngoài thì khi mà tham gia, khi mà nói chuyện với nhau thì mọi người sẽ thấy con người của anh nó khác hoàn toàn. Anh thích là thoải mái, cũng như là mọi người cứ xem như mình như là một người trong nhà hay là anh em. Mỗi nhà sẽ có một cái chuyện, những cái chuyện buồn, chuyện vui riêng, những chuyện rắc rối riêng bên trong. Chỉ có những người ở bên trong á, họ mới là biết rõ được đó là đâu là sự thật, đâu là giả dối thôi. Thì còn thật ra thì đối với anh không có quá cái quan tâm hay là đọc những cái comment hay là những cái điều đó của người ngoài nói. Quan trọng nhất là những người trong gia đình của mình, những người thân thương của mình, họ hạnh phúc, họ vui, họ cảm thấy đó là điều thật, điều hiện hữu thật thôi. Đó mới là điều mà anh quan tâm thôi. Còn ngoài ra thì con người của mình như thế nào á, thì khi mà mọi người gặp mọi người sẽ hiểu. Chứ mình không thể nào, thực ra thì rất là nhiều người để mà mình đi giải thích, mình không thể nào đi tới tận nơi, tận nhà giải thích được. Còn họ tin mình, thực ra thì anh muốn là mọi người nhìn anh, nhìn thấy mình, con người mình ở trên những cái vai diễn, những cái sản phẩm của mình thôi. Chứ anh không có muốn là phải chứng tỏ hay là phải là đi giải thích hay là để làm cái gì đó đẹp đẽ trước mặt mọi người gì hết. Nên là đôi khi mình không giải thích, mình không có nói ra nhiều quá nhiều điều đó, thì họ lại nghĩ là những cái điều mình lâu lâu xuất hiện như vậy thì đó lại là giả tạo. Nhưng mà thật ra thì đối với anh, mọi thứ đối với anh là quan trọng nhất là thật. Mà trong cuộc sống riêng của mình quan trọng nhất là thật. Vì khi mà mình quay phim, mình đã bản thân là rất là nhiều nhân vật rồi. Nhưng mà khi mình trở lại với con người thật của mình á, thì mình muốn nó thật nhất có thể. Cả hai đều dành thời gian rất là nhiều cho bé. Anh ngoài công việc ra thì anh đều dành thời gian cho gia đình hết. Nên là anh nghĩ chuyện đó không phải là vấn đề quá lớn.